Thưa quý vị, như vậy là những thông điệp rất quan trọng của chương trình hôm nay đã được truyền tải đến tất cả quý vị đại biểu khách quý và khán giả của livestream. Ngay bây giờ chúng tôi xin được dành những phần cuối của chương trình hôm nay để chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ, những ý kiến phát biểu, cả chỉ đạo của các vị lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến. Kính mời Bộ trưởng. Kính thưa đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu. Trước hết, tôi đánh giá cao kết quả và giá trị đóng góp xã hội các sản phẩm của hệ tri thức Việt số hóa thời gian qua. Chỉ trong một thời gian ngắn, triển khai từ năm 2018, nhưng đề án đã tạo ra được nhiều sản phẩm made in Việt Nam và có ý nghĩa rất thiết thực cho cộng đồng, khơi dậy đam mê khát vọng, cống hiến cho người Việt, phổ biến tri thức Việt trên môi trường mạng. Đối với ngành giáo dục đào tạo, với quy mô hơn 50.000 cơ sở giáo dục đào tạo, 23 triệu học sinh sinh viên, 1,4 triệu giáo viên, thì hệ tri thức Việt số hóa có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi xác định các cơ sở giáo dục, thầy cô và học sinh sinh viên là lực lượng nòng cốt, vừa tham gia đóng góp, làm giàu hệ tri thức Việt, vừa được thụ hưởng sử dụng những thành quả mà hệ tri thức Việt số hóa mang lại. Trong suốt 2 năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hợp tác chặt chẽ với Ban điều hành đề án xây dựng phát triển nền tảng giáo dục e-giáo dục.vn nhằm tạo ra một nền tảng thu nhập và chia sẻ khoa học liệu số dùng chung phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường, đặc biệt phục vụ cho việc dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong toàn ngành. Trong kho học liệu trực tuyến sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy và nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến của ngành giáo dục trong thời gian tới. Với những bài giảng e-learning sinh động, học sinh ở những vùng còn khó khăn, miền núi, hải đảo có thể nhận được những bài giảng trên Internet của các thầy cô dạy giỏi ở thành thị, mang lại sự công bằng trong tiếp cận nội dung giáo dục có chất lượng của người học giữa các vùng miền trong cả nước. Với nhiều tiện ích như đã nêu, tôi đề nghị các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn ngành tích cực tham gia hệ tri thức Việt số hóa. Thưa các vị đại biểu, trong suốt năm 2020 này, toàn đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta đã chung sức đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó mà chúng ta đang có một môi trường sống và làm việc an toàn trước đại dịch COVID, trong khi rất nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang phải vật lộn chống lại đại dịch này. Mặc dù vậy, dịch bệnh COVID rất nguy hiểm, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị công điện số 1300 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đối với ngành giáo dục, ngay từ khi xuất hiện dịch COVID, chúng tôi xác định toàn ngành phải tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của năm học, nhưng phải đảm bảo an toàn sức khỏe của thầy giáo, cô giáo, học sinh. Ngay cả khi các trường phải tạm dừng đóng cửa phòng chống dịch, phương châm ngừng đến trường không dừng học, các nhà trường đã chuyển sang tổ chức dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy trên truyền hình. Nhờ đó mà chúng tôi đã thực hiện được an toàn phòng chống dịch bệnh và hoàn thành được kế hoạch năm học 2019-2020 vừa qua. Tôi đánh giá rất cao sáng kiến và giải pháp của đề án tri thức Việt số hóa trong việc công bố ứng dụng an toàn COVID và bản đồ chung sống an toàn với COVID ngày hôm nay. Hệ thống này có thể cung cấp thông tin, bản đồ theo thời gian thực về tình hình an toàn chống dịch và các cơ sở đông người, đặc biệt là các trường học và cơ sở y tế. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, ứng dụng an toàn COVID rất hữu ích, giúp công khai thông tin về các điều kiện đảm bảo an toàn chống dịch, nhờ đó tạo sự an tâm của phụ huynh, học sinh và xã hội về trường học an toàn trong dịch bệnh. Do vậy, tôi đề nghị các nhà trường, các cô giáo, thầy giáo là hiệu trưởng tham gia tích cực trong việc khai báo các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID bằng cách điền các thông tin theo chỉ dẫn của ngành y tế lên ứng dụng an toàn COVID. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi sẽ ban hành văn bản hướng dẫn
phát động các nhà trường tham gia ứng dụng an toàn COVID, có hình thức khen thưởng phù hợp cho những cá nhân tập thể tham gia tích cực, có nhiều đóng góp hữu ích cho các nền tảng giáo dục trên hệ tri thức Việt số hóa và thực hiện ứng dụng an toàn COVID. Trước khi dừng lời, tôi kính chúc sức khỏe đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng toàn thể các quý vị đại biểu, chúc hệ tri thức Việt số hóa của chúng ta ngày càng giàu tri thức Việt, thiết thực hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn.